bắt đầu kể từ ngày mà anh em xem cái video này qua ngày mai là em sẽ cân lại trở lại bình thường nha anh em ơi. Đó thì cái chuồng em đã dời xuống phía sau này hoàn thành rồi nè. Rồi thì bây giờ là chuồng chạy đã ok hết rồi. Bây giờ là chỉ chờ anh em mình đem gắn mối lại bắt đầu là chiến tiếp nha anh em ơi. 100 cái bể gắn làm theo yêu cầu nha anh em ơi. Đó. 100 cái bể gắn làm theo yêu cầu nha. Chồng này thì 50 cái nè. Bể gắn này thì nó có 9 phần nha, 9 phần vuông á. Còn cái chiều dài của nó là có 4 tấc đúng luôn á. 9 phần vuông 4 tấc. Bể này thì làm theo yêu cầu nha anh em. Giá thì 35k một cái luôn, báo giá công khai cho anh em luôn. Anh em nào muốn làm thì alo cho em nha. 35k một cái, làm theo yêu cầu nha. 9 phân vuông, dài 4 tấc. Bẫy này thì anh em làm vậy, anh em mình chiên đánh hổ hành, hổ hành á. Chiên đánh hổ hành. Bẫy này thì chắc cố là anh em mình sử dụng mồi gắn mối luôn á. Ổn không? Ổn không? Không ổn thì hai xe chứ đi. Một xe một cổng 100 cái luôn anh em ơi. Quá khứ. Được không? Cũng còn gì đó nữa mà. Căng quá. Cái dây đó nữa mới cứng á. Này trọng lượng chân 15 kg à. Ý gì có nửa cái lưới à. Cứng không? Ôi, êm. Nghe. Chị còn cái răng nữa đó. Cần tọt này dính vô này không? Nó chạy sợ có công viên nghe không? Vậy là chạy vô tư phải không? Rồi bẫy này nó lưới này nó không có xét đâu thì mưa nó đâu ăn thua gì. Còn thêm cái lô 7 này nữa anh em ơi. Lô 7 này thì 50 cái làm theo yêu cầu nè. Cái mẫu này thì trước đây mình có làm bán nhưng mà mình tạm ngưng, nay cũng thời gian rồi. Nay thì có khách yêu cầu mình làm lại cho khách 50 cái nè. Bao đẹp luôn nha. Nói chung là mỗi người mỗi ý, thì khách ta thích cái mẫu này thì khách nhờ mình làm cho khách là 50 cái, làm theo yêu cầu cho khách. Đó, ok. Chứ cái mẫu này thì mình hiện tại là bên mình không có còn bán nữa nha. Trừ khi là khách có nhu cầu làm cho khách thì mình làm thôi, chứ mình không có làm cái mẫu này nữa. Còn anh em nào mà muốn đặt hàng hay là muốn yêu cầu mình làm những cái mẫu 7 tùy ý thì cứ alo cho em sẽ làm theo yêu cầu cho anh em mình nha.
Và đặc biệt cái tin cho anh em mình, tin vui cho anh em mình hôm nay luôn nha. Thì hôm nay là bên em sẽ triển khai là sửa tháo cái chuồng này ra nha anh em ơi. Triển khai là tháo cái chuồng này ra, hôm nay sẽ sửa chữa cái chuồng lại. Là anh em mình xem được cái video hôm nay á, là tức là sẵn là em sẽ thông báo cho anh em mình xuống bẫy luôn đi nha. Thì hôm nay em sửa chuồng lại là trong vòng một ngày là xong thôi. Thì bắt đầu là ngày mai em sẽ cân trở lại nha. Đó, sẵn đây thì cũng xin thông báo cho anh em mình là anh em mình ngưng hôm đó nay thì anh em mình xem được video này thì anh em mình xuống bẫy luôn ha. Bắt đầu kể từ ngày mà anh em xem cái video này qua ngày mai là em sẽ cân lại trở lại bình thường nha anh em ơi. Đó, để cho anh em mình là kiếm chút đỉnh tiền xài Tết nha. Còn anh em nào mà không có bán thì muốn kiếm mồi nhậu với ngày Tết á thì anh em mình alo cho em nha. Còn anh em mà muốn bán thì anh em mình xuống bẫy ha. Thì em sẽ cân trở lại bình thường cho anh em mình ha. Cái lý do mà cái chuồng này á nó cũng ok, nhưng mà có cái là em không có làm cái mái che, thành ra mà mỗi khi mà trời mà mưa á là nó không có cái mái che, thành ra gắn mối nó bị hao nhót rất là nhiều. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỗ này nó không có nắng nữa, nó không có nắng buổi sáng nữa. Gắn mối thì nhờ có nắng buổi sáng, nhưng mà khu vực này nó không có nắng buổi sáng nữa. Cái chuồng này thì trước đây thì em chỉ đóng đinh cố định bằng đinh thép nè xung quanh tường đó. Thì trong quá trình hôm nay em có tháo thì mà em có rảnh thì em sẽ quay lại một đoạn cho anh em mình xem ha. Hoàn thành anh em ơi, đó cả buổi sáng luôn đó. Thì cái chuồng em đã dời xuống phía sau này hoàn thành rồi nè, mất hết một buổi sáng luôn cả nhà. Mưa gió luôn, dầm mưa làm luôn á, tranh thủ để hoàn thành sớm nhất để là ngày mai là em sẽ bắt đầu cân trở lại nha anh em ơi. Thì sáng đây thì em xin nhắc lại luôn, thông báo cho anh em mình mấy ngày nay đã tạm ngưng á, thì anh em mình bắt đầu anh em mình xuống bẫy được rồi nha. Còn anh em nào mình muốn chưa cái dạng, nhưng mà mình chưa có bẫy lần nào á, thì anh em mình có tham gia thì tham gia ha. Đó, thì kể từ ngày hôm nay thì em sẽ chính thức là sẽ cân trở lại nha anh em ơi. Đó, giá ngay lúc này thì dao động là vẫn là giá 130 một ký anh em ơi. Cái chuồng này thì em làm rộng hơn cái chuồng hồi ở phía trước nha. Thì cái chuồng này nó cái chiều ngang nó tầm khoảng 2m2, 2m3 vậy đó. Còn cái chiều dài thì nó tầm khoảng 5m7 á cả nha. Đó, cái chiều ngang á, cái chiều dài thì nó ngắn hơn cái chuồng lúc trước, nhưng mà cái chiều ngang, cái chiều rộng á thì nó sẽ rộng hơn nha. Cái này là cái bụi quế thì tạo cái không khí kia có cái thiên nhiên chút xíu. Đây là cái trụ xào quần áo nè. Thì em cũng có sợ nó bò lên đó, thì quấn toan là hết luôn. Đó, cũng như là cái góc đu đủ cũng vậy luôn. Hồi cái chuồng lúc trước á, thì nó cái dạng như là không có ánh nắng thì gắn mối thường thì nó rất là chịu phơi nắng vào buổi sáng. Thì cái chuồng lúc này hôm nay thì em rút kinh nghiệm lại là làm cái chuồng này nè, là ở đây nắng buổi sáng cực kỳ là tốt luôn, buổi chiều nó sẽ mát nha. Ở trên thì cũng em cũng có làm một cái mái che sơ sơ nữa nè. Rồi thì bây giờ là chuồng trại đã ok hết rồi, bây giờ là chỉ chờ anh em mình đem gắn mối lại, bắt đầu là chiến tiếp nha anh em ơi. Đó, đã hoàn thành rồi đó, bắt đầu chiến tiếp nha anh em ơi, chiến cho đến đây tới Tết luôn nha, bao anh em luôn á, gồng ghinh luôn nè. Còn nguyên một bãi chiến trường chưa dọn dẹp luôn á anh em ơi. Đây, còn nguyên một bãi chiến trường luôn. Thì cũng tranh thủ ra cầm máy quay để thông báo với anh em mình một đoạn nha. Đó, thì anh em mình kể từ ngày mà anh em mình xem được cái video này của em hôm nay thì bắt đầu là ngày mai là em chính thức cân lại nha anh em ơi. Đó, thông báo nhắc đi nhắc lại cho anh em mình đặng biết để mà anh em mình xuống bẫy nha.
Rồi thì mấy ngày nay cũng có rất là nhiều anh em mình gọi điện hỏi bên em là có cân trả lại chưa, có mua trả lại chưa tí ơi. Thì anh em ơi, thì ngày mai nha, ngày mai là bên em bắt đầu cân trả lại đó. Thì anh em nào mà mình chưa mua bảy hay là mình đã mua bảy rồi nhưng mà tạm ngưng thì anh em ngày mai xuống bảy nha. Còn anh em nào chưa mua bảy thì alo cho em nha. Với một cái điều kiện nha anh em ơi, phải với một điều kiện nha, bởi vì số lượng cái mối nhiều quá em là sẽ không tiêu thụ kịp á. Đó, thành ra là em chỉ tiêu thụ cho anh em mình sử dụng bảy bên em nha, anh em mình thông cảm nha, chỉ tiêu thụ gắn mối cho anh em mình sử dụng bảy bên em thôi, còn anh em mà ở ngoài luồng á thì em sẽ không tiêu thụ được, em kiểu như khả năng không có tiêu thụ kịp được á, anh em mình thông cảm nha. Đó, trừ trừ khi là anh em mình sử dụng bảy bên em sẽ tiêu thụ gắn mối cho anh em mình nha. Đó thì ngày mai chính thức em cân lại rồi, anh em nào mà quan tâm thì cứ alo liền cho em nha. Rồi giờ hẹn gặp lại anh em mình trong video tiếp theo ngày mai nha. Rồi, bye bye.